Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày nhé. Mới đây thì dân mạng đã xếp hạng nhan sắc của 36 nam thần hoa ngữ theo thứ tự các đội từ 1 đến 6. Bảng xếp hạng được đăng tải trên trang uy tín Sina của Trung Quốc, trong đó những ngôi sao ở đội 1 sẽ được đánh giá là đẹp trai nhất và giá trị nhan sắc sẽ giảm dần ở các đội sau. Đội 1 gồm có Châu Du Dân, Hoắc Kiến Hoa, Nghiêm Khoan, Hứa Khải, Tiêu Chiến, Ngô Dược Phàm. Ba ngôi sao hậu 90 gồm Hứa Khải, Tiêu Chiến và Ngô Dược Phàm đều không gây tranh cãi khi được chọn là đẹp trai nhất. Còn các bậc tiền bối như là Châu Du Dân, Hoắc Kiến Hoa và Nghiêm Khoan tuy đã ở độ tuổi 40 và không còn trẻ trung nữa nhưng họ vẫn có sức lôi cuốn vô cùng đặc biệt, xếp ở đội 1 là hoàn toàn hợp lý. Đội 2 gồm Ngô Lỗi, Trần Phi Vũ, Trần Tinh Húc, Lý Dịch Phong, Thái Tư Khôn và Tống Uy Long. Đội thứ 2 cũng được nhận xét là không có gì phải bàn cãi, họ không chỉ đẹp trai mà còn nổi tiếng, có lượng fan hâm mộ hết sức đông đảo. Đội 3 gồm có Đặng Luân, Dương Dương, Chu Nhất Long, Vương Tuấn Khải, Lộc Hàm, Nhậm Gia Luân. Đội này có khá nhiều vấn đề khi Lộc Hàm được cho là ở vị trí quá thấp, dù anh vẫn luôn được mệnh danh là Mỹ Nam đẹp hơn hoa. Dương Dương và Vương Tuấn Khải vốn có nhan trị cao, đáng lý họ nên được xếp vào đội 2 sẽ hợp lý hơn. Đội 4 gồm La Vân Hy, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỷ, Yên Hổ Gia, Vương Nhất Bác, Hồ Nhất Thiên. Tổ hợp 6 ngôi sao trong đội 4 được không ít cư dân mạng cho rằng là đúng chuẩn, không có gì phải bàn cãi nhiều. Đội 5 gồm Hoa Thần Vũ, Bạch Kính Đình, Trương Nghệ Hưng, Lưu Hạo Nhiên, Lưu Vũ Ninh, Vương Nguyên. Nhà phê bình Ngô Thanh Công từng nhận xét về tổ đội này rằng tuy danh tiếng của họ không quá cao nhưng ai cũng xuất sắc, như là Lưu Hạo Nhiên đánh bại nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa khi so sánh về doanh thu phòng vé hay Hoa Thần Vũ, Trương Nghệ Hưng đều là những ca sĩ cực kỳ nổi tiếng. Đội 6 gồm Trương Nhất Sơn, Mã Thiên Vũ, Trương Nhật Quân, Thịnh Nhất Luân, Trương Vân Lôi, Ngụy Đại Huân. Mã Thiên Vũ được cho là xếp quá thấp, chỉ ít nam diễn viên Nguyễn Thành cũng phải vào đội 2. Ngoài ra những ngôi sao còn lại được cho là đã được xếp đúng vị trí của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.